tiếp tục liên quan đến đối đầu ở Đông Âu. EU cảnh báo tình hình sẽ nguy hiểm hơn nếu vị thế của Tổng thống Putin suy yếu. Trong lúc đó, cựu Tổng thống Mỹ Mike Pence bất ngờ đến thăm Kiev. Trên chiến trường, hé lộ vũ khí giá rẻ là ác mộng của siêu tăng NATO ở Ukraine. Những thông tin nổi cộm khác trên toàn cầu. Mỹ, Nhật, Hàn sắp tổ chức hội nghị thượng đỉnh. Mỹ, Hà Lan quyết tâm cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề chip. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng ý bán F-35 cho Cộng hòa Séc. Nhật Bản tiếp tục mong muốn Triều Tiên giải quyết vấn đề bắt cóc công dân. Philippines vay 1 tỷ đô la từ Ngân hàng Phát triển Châu Á. Cháy rừng lịch sử tại Canada, khói bụi phủ kín tận trời Âu. Hàn Quốc cử nhân viên chữa cháy rừng tới giúp Canada. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Liên minh châu Âu cảnh báo hôm thứ Năm ngày 29 tháng 6 rằng Nga có thể trở nên nguy hiểm hơn sau cuộc binh biến ngắn do lính đánh thuê Wagner gây ra. Động thái này cho thấy Tổng thống Vladimir Putin yếu hơn so với trước đây. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói dư chấn của cuộc binh biến vẫn đang diễn ra. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell nói tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels, Tổng thống Putin yếu hơn nghĩa là mối nguy hiểm lớn hơn. Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg cho rằng, trong khi còn quá sớm để đưa ra kết luận, cuộc binh biến ngày 24 tháng 6 của Wagner đã bộc lộ những rạn nứt và chia rẽ ở Nga. Các lãnh đạo phương Tây nhắc lại rằng tình trạng bất ổn ở Nga là vấn đề nội bộ, chính phủ của họ không đóng vai trò gì. Thay vào đó, các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh tập trung vào nỗ lực tăng gấp đôi hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine khi nước này đang tiến hành chiến dịch phản công. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia hội nghị bằng hình thức trực tuyến. Ông Stoltenberg sau đó viết trên Twitter rằng hợp tác NATO-EU về an ninh là quan trọng hơn bao giờ hết và đang ngày càng sâu rộng, bao gồm cả việc hỗ trợ Ukraine và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Các quốc gia EU láng giềng với Belarus, nơi ông chủ của Wagner, Yevgeny Prigozhin đang sống lưu vong, bày tỏ lo ngại rằng nhiều lính đánh thuê cũng sẽ tới Belarus. Tổng thống Litva Gitanas Nausėda nói, chúng tôi vô cùng lo ngại về những diễn biến ở Belarus. Các nhóm chiến binh có thể xuất hiện ở Belarus bất cứ lúc nào và không ai biết thời điểm họ sẽ chống lại chúng tôi. Các quan chức EU dự đoán, Tổng thống Putin sẽ hành động bên trong nước Nga để cố gắng khôi phục hình ảnh người nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Ông Borrell nói tiếp, Tổng thống Putin đã mất thế độc quyền, ông ấy sẽ làm sạch nội bộ và quyết đoán hơn. Ông Borrell thông tin, các cơ quan tình báo EU đang phân tích các kịch bản có thể diễn ra vì phải coi Nga là một rủi ro sau sự bất ổn nội bộ này. Cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine vào thứ Năm ngày 29 tháng 6, gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và tới một số địa điểm bị tàn phá bởi chiến tranh. Ông Pence, người trong tháng này tuyên bố tranh cử Tổng thống 2024, đã chỉ trích cuộc tấn công vào Ukraine của Nga. Ông kêu gọi Hoa Kỳ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Kiev và chỉ trích các đối thủ trong Đảng Cộng Hòa vì đã đặt ra câu hỏi về sự can dự của Hoa Kỳ. Ông nói rằng sẽ không có chỗ trong đảng cho những người ủng hộ Tổng thống Putin. Ông Pence đã dành khoảng 12 giờ ở Ukraine vào thứ Năm với các điểm dừng chân là Mosul, Bucha và Irpin. Ông nói, tôi ở đây vì người dân Mỹ hiểu được những tiến bộ mà chúng ta đã đạt được và sự hỗ trợ dành cho quân đội Ukraine đã mang lại lợi ích như thế nào. Tôi thực sự tin rằng, hơn bao giờ hết, chúng ta cần những nhà lãnh đạo mới ở đất nước mình, những người sẽ nói rõ tầm quan trọng của Mỹ và vai trò lãnh đạo trên thế giới. Ngoài cuộc họp với Tổng thống Zelensky, ông Pence có nhiều cuộc họp ngắn, bao gồm một cuộc họp với các quan chức Ukraine về tình hình an ninh hiện tại của đất nước và một cuộc họp về cáo buộc vi phạm nhân quyền của Nga. Ông Pence cũng tham gia một buổi lễ tưởng niệm những người Ukraine thiệt mạng trong quá trình bảo vệ Mosul và đến thăm cây cầu Romanov đã bị phá hủy. Ông Pence cũng đến nhà thờ Andriy và Vyovanovo ở Bucha, nơi chôn cất tập thể người dân thiệt mạng. Sau đó, ông tới đan hoa tại bức tường tưởng niệm những người hy sinh cho Ukraine tại nhà thờ St. Michael ở Kiev.
Đây là chuyến đi thứ hai của ông Pence tới Ukraine. Tháng 3 năm 2022, ông đã thực hiện một chuyến thăm không báo trước tới biên giới Ukraine với Ba Lan, sau đó đi qua Ukraine và giúp chuyển hàng viện trợ cho dòng người tị nạn. Cả hai chuyến đi đều do Samaritan Pulse, một tổ chức cứu trợ nhân đạo cơ đốc của giáo một tổ chức cứu trợ nhân đạo cơ đốc giáo quốc tế sắp xếp. Các đối thủ trong Đảng Cộng hòa của Pence ít háo hức trong việc thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của Hoa Kỳ vào Ukraine, phản ánh sự hoài nghi rộng lớn hơn trong đảng. Một cuộc thăm dò hồi tháng 2 từ Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề cộng đồng Associated Press North cho thấy chỉ khoảng 1/4 người Mỹ, tức 26%, tin rằng Hoa Kỳ nên có vai trò chính trong cuộc xung đột, giảm từ mức cao 40% vào tháng 3 năm 2022. Trong số những người theo Đảng Cộng hòa, con số đó thậm chí còn thấp hơn, chỉ 17%. Cả cựu Tổng thống Donald Trump và Thống đốc Florida Ron DeSantis, người đang chạy đua năm 2024, đều nói rằng việc bảo vệ Ukraine không phải là lợi ích an ninh quốc gia sớm còn của Hoa Kỳ. Ông Trump đã nhấn mạnh tổn thất nhân đạo của cuộc chiến và kêu gọi chấm dứt. Ông DeSantis từng gọi cuộc tấn công của Nga là tranh chấp lãnh thổ, nhưng sau đó đã rút lại những bình luận đó khi đối mặt với sự chỉ trích. Khi xung đột kéo dài sang tháng 17, lực lượng Ukraine cho biết Moscow đang tăng cường sử dụng một loại vũ khí giá rẻ nhưng cực kỳ nguy hiểm. UAV tấn công bằng chất nổ, những UAV này dễ dàng phá hủy nhiều thiết bị quân sự đắt đỏ hơn chúng gấp nhiều lần. UAV Lancet của Nga có thiết kế gồm phần thân hình trụ màu xám với hai cặp cánh, mỗi cặp gồm 4 cánh. Chúng ngày càng trở thành hiểm họa ghê gớm, rình rập quân đội Ukraine ở tiền phương trong những tháng gần đây. Các binh sĩ của Kyiv nói với Reuters, quân nhân Ukraine từ 4 đơn vị pháo binh khác nhau đã nhắc đến Lancet như một trong những hiểm họa khủng khiếp nhất mà họ phải đối mặt khi chiến đấu. Mặc dù UAV Lancet được giới thiệu năm 2021, các binh sĩ Ukraine cho biết chúng được sử dụng tăng cường trong những tháng gần đây. Bộ Quốc phòng Nga cũng đang khuyến khích gia tăng sản xuất Lancet, xem UAV này là một cách tiết kiệm chi phí để hủy diệt các thiết bị quân sự đắt đỏ, tối tân mà phương Tây viện trợ cho Ukraine trong cuộc phản công. Đó là nhận xét của chuyên gia cấp cao Samuel Bennett từ Trung tâm An ninh mới Hoa Kỳ. UAV có thể mang trọng tài lớn để tấn công mục tiêu, hoặc có thể dùng như một viên đạn, nghĩa là mang chất nổ đâm vào mục tiêu để tạo cú nổ sát thương. Lancet mang được lượng chất nổ khá nhỏ, từ 1,5 đến 5 kg. Không giống như đạn pháo hay rocket, UAV Lancet có thể được binh sĩ điều khiển bay theo thời gian thực. Điều này khác với UAV Shahed 136, bởi vì Shahed nhắm tới mục tiêu theo lộ trình được lập trình sẵn và không thể điều khiển trong lúc bay. Mẫu Lancet mới nhất, Lancet 3, có thể bay xa đến 50 km. Chuyên gia Bennett cho biết, đặc điểm này giúp chúng có thể tấn công sâu trong khu vực do Ukraine kiểm soát, vừa xa nhiều loại đạn khác nhau của Nga. Khả năng mang chất nổ và đuổi theo mục tiêu của Lancet khiến nó trở thành một hiểm họa đáng sợ cho các loại khí tải giá trị cao như xe tăng, pháo tự hành và hệ thống pháo bắn loạt. Một trong những phương tiện gặp nguy hiểm nhất của Ukraine là hệ thống pháo BM-21 Grad do Liên Xô sản xuất. Nó gồm một xe tải có thể phóng cùng lúc 40 rocket trên một khu vực rộng lớn. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã mời Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên tại Washington vào cuối mùa hè này. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết vào hôm thứ Năm ngày 29 tháng 6, theo thông tấn xã Yonhap của Hàn Quốc. Ông Kurt Campbell, điều phối viên các vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, đã đưa ra thông tin khi mối quan hệ song phương được cải thiện giữa hai nước láng giềng châu Á, dự kiến sẽ thúc đẩy hợp tác ba bên trước mối đe dọa ngày càng tăng của Triều Tiên, Trung Quốc và các vấn đề khác. Ông Campbell nói, Tổng thống Biden đã gửi lời mời tới Thủ tướng Kishida và Tổng thống Jun đến Washington vào cuối mùa hè này để tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa các nhà lãnh đạo nhằm cùng nhau tìm ra cách thức hợp tác mới có lợi cho người dân ba nước. Chúng ta sẽ ghi nhận những tiến bộ đáng chú ý đạt được trong mối quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Chúng ta có thể thực hiện những bước để đảm bảo tiến độ đó được phát huy và xem xét những lĩnh vực mà ba quốc gia có thể hợp tác sâu hơn nữa. Tổng thống Biden đã mời ông Jun và Thủ tướng Kishida đến Hoa Kỳ khi họ gặp nhau một thời gian ngắn ở Hiroshima, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng trước. Nếu diễn ra, đây là cuộc gặp đầu tiên như vậy chỉ dành cho các nhà lãnh đạo ba bên, chứ không phải là một phần của hội nghị thượng đỉnh đa phương. Mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã tắt băng từ đầu năm nay sau khi lãnh đạo hai nước đồng ý về một giải pháp cho tranh chấp lâu năm về bồi thường lao động thời chiến.
Báo chí Mỹ đưa tin nước này và Hà Lan chuẩn bị giáng một đòn vào các nhà sản xuất chip của Trung Quốc trong những tháng tới bằng cách hạn chế hơn nữa việc bán thiết bị sản xuất chip nhằm ngăn chặn việc sử dụng công nghệ của Hoa Kỳ để tăng cường sức mạnh cho quân đội Trung Quốc. Trong khi Hà Lan đang lên kế hoạch hạn chế một số thiết bị của ASML và các công ty khác thì Hoa Kỳ dự kiến sẽ tiến thêm một bước nữa và giữ lại nhiều thiết bị của Hà Lan hơn, không để chúng xuất khẩu sang Trung Quốc. Vào tháng 10 năm 2022, thì Hoa Kỳ đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với việc vận chuyển công cụ sản xuất chip của Mỹ sang Trung Quốc từ các công ty Hoa Kỳ như là Lam Research và Apple Material vì lý do an ninh quốc gia, đồng thời vận động các quốc gia khác áp dụng biện pháp hạn chế tương tự. Phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc Liu Bengyu tại Washington đã chỉ trích động thái này, cho biết Hoa Kỳ cố tình phong tỏa và cản trở một số công ty Trung Quốc, đồng thời cho biết sẽ theo sát diễn biến và kiên quyết bảo vệ lợi ích chính đáng. Nhật Bản, quê hương của các nhà sản xuất thiết bị chip Nikon Corp và Tokyo Electron, kể từ đó đã thông qua quy tắc hạn chế xuất khẩu 23 công cụ sản xuất chất bán dẫn sẽ có hiệu lực vào ngày 23 tháng 7. Các nguồn tin cho biết quy định mới của Hà Lan sẽ không có hiệu lực ngay lập tức, dự kiến bắt đầu có hiệu lực vào tháng 9, 2 tháng sau khi công bố. Kế hoạch của Hoa Kỳ, các nguồn tin cho biết có thể được công bố vào cuối tháng 7, sẽ yêu cầu giấy phép xuất khẩu thiết bị cho doanh nghiệp Trung Quốc. Quy tắc của Hoa Kỳ dự kiến sẽ áp dụng cho ASML, nhà sản xuất thiết bị chip hàng đầu thế giới và là công ty lớn nhất của Hà Lan, vì các hệ thống của họ chứa bộ phận và linh kiện của Hoa Kỳ. ASML là công ty thiết bị chip lớn nhất châu Âu nhờ sự thống trị của họ trong lĩnh vực in thạch bản, một trong những bước trung tâm trong quy trình sản xuất chip máy tính. Các công ty khác có thể bị ảnh hưởng bởi các quy tắc mới của Hà Lan như tập đoàn nguyên tử ASM International. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt việc bán máy bay chiến đấu F-35, đạn dừa và các thiết bị liên quan cho Cộng hòa Séc trong một thỏa thuận trị giá lên tới 5,62 tỷ đô la Mỹ. Lầu Năm Góc cho biết vào hôm thứ Năm ngày 29 tháng 6, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc đã thông báo cho Quốc hội về khả năng bán hàng vào thứ Năm ngày 29 tháng 6. Các nhà thầu chính sẽ là Lockheed Martin, Raytheon và Boeing. Năm ngoái, chính phủ Séc cho biết họ muốn mua 24 máy bay phản lực F-35 để thay thế cho máy bay chiến đấu Gripen thuê từ Saab AB của Thụy Điển. Gói thầu được Bộ Ngoại giao phê duyệt cũng sẽ bao gồm một động cơ dự phòng, 70 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến, nhiều loại bom, thiết bị hỗ trợ, phụ tùng thay thế và hỗ trợ kỹ thuật. Bất chấp sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao, thương vụ vẫn cần Quốc hội cho phép và Tổng thống Joe Biden ký trước khi có hiệu lực. Chánh văn phòng nội các Hirokazu Masuno, một phụ tá thân cận của Thủ tướng Fumio Kishida vào hôm thứ Năm, ngày 29 tháng 6 đã kêu gọi Triều Tiên tham dự một hội nghị thượng đỉnh để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong quá khứ. Ông Masuno, người kiêm chức vụ Bộ trưởng phụ trách vấn đề bắt cóc công dân kể từ tháng 10 năm 2021, cũng chia sẻ rằng Thủ tướng Kishida sẵn sàng nói chuyện với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vô điều kiện. Phát biểu của ông được đưa ra một ngày sau khi giới nghiên cứu tại một viện thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã chỉ trích hội nghị chuyên đề do Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Úc và Liên minh châu Âu đồng tài trợ, nói rằng vấn đề bắt cóc đã được giải quyết. Ông Masuno nói thêm, người thân trong gia đình các nạn nhân đang ra đi, cơ hội để gặp lại nhau ngày càng ít. Theo ông Masuno, Nhật Bản nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với việc giải quyết vấn đề. Tokyo và Bình Nhưỡng không có quan hệ ngoại giao. Ông Masuno nhấn mạnh, Thủ tướng Kishida mong muốn bắt đầu đàm phán giữa hai quốc gia để mở đường cho hội nghị thượng đỉnh. Nhật Bản sẽ tiếp tục truyền đạt quyết tâm của Thủ tướng Kishida tới ông Kim Jong-un cho đến khi Triều Tiên hành động. Ông Masuno cho rằng, xây dựng các mối quan hệ song phương hiệu quả sẽ đóng góp to lớn vào hòa bình và ổn định khu vực. Tuy nhiên, tình hình hiện tại càng kéo dài thì việc thiết lập các mối quan hệ mới càng trở nên khó khăn hơn đối với cả Nhật Bản và Triều Tiên. Được biết, sau khi 5 người bị bắt cóc được đưa trở lại Nhật Bản vào năm 2002, Tokyo đã bắt đầu tìm kiếm thêm 12 người khác mà Triều Tiên chính thức công nhận. Tokyo cũng nghi ngờ sự tham gia của Bình Nhưỡng trong vụ mất tích của một số công dân Nhật Bản khác. Vào cuối tháng 5, Thủ tướng Kishida bày tỏ mong muốn có cuộc đàm phán cao cấp giữa Tokyo và Bình Nhưỡng để sắp xếp một hội nghị thượng đỉnh. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố qua các phương tiện truyền thông chính thức rằng không có lý do gì để hai nước không gặp nhau. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB vào hôm thứ Năm ngày 29 tháng 6 đã phê duyệt khoản vay trị giá 1 tỷ đô la Mỹ để giúp một trong những thành phố lớn nhất của Philippines mua hơn 1.000 xe buýt điện theo tiêu chuẩn Euro 5. Trong một bước quan trọng hướng tới hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng đã cũ kỹ, khoản vay này cũng đã tài trợ cho việc xây dựng khoảng 1.000 điểm dừng xe buýt, 5 bến xe buýt và đào tạo lái xe cho hệ thống mới. Đây sẽ là một dự án đầu tiên của Philippines triển khai xe buýt điện trên quy mô có thể hỗ trợ nỗ lực cắt giảm khí thải nhà kính của nước này.
ông Suzy Kimura, đại diện ADB tại Đông Nam Á nói. Điều này không chỉ hỗ trợ các mục tiêu khí hậu của Philippines mà còn giúp cải thiện cuộc sống của nhóm cư dân dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên sử dụng phương tiện giao thông công cộng hàng ngày. Philippines đặt mục tiêu cắt giảm lượng khí thải nhà kính xuống 75% vào năm 2030 theo cam kết của thỏa thuận khí hậu Paris. Năm ngoái, ADB thông báo dành 6,7 tỷ đô la Mỹ cho châu Á để giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với tham vọng cung cấp 100 tỷ đô la Mỹ dành cho ngăn ngừa biến đổi khí hậu vào năm 2020. Cháy rừng kéo dài nhiều tuần liên tiếp đã khiến khói bụi bao trùm thành phố Toronto của Canada. Cơn cháy dữ dội không chỉ ảnh hưởng trực tiếp riêng tới Canada mà còn lây sang Mỹ và vượt qua cả đại dương tới tận trời Âu. Theo cơ quan giám sát khí quyển của Liên minh châu Âu, cháy rừng tại các khu vực rộng lớn phía đông và tây Canada đã thải ra một lượng khí carbon kỷ lục lên tới 160 triệu tấn. Reuters cho biết khói bụi từ cháy rừng có nguy cơ mắc chứng nhồi máu cơ tim, đột quỵ và việc đến các phòng cấp cứu nhiều hơn do các bệnh về hô hấp. Cơn cháy rừng này được ghi nhận là khủng khiếp nhất trong lịch sử Canada, với khoảng 76.000 km2 rừng trên khắp các vùng phía đông và phía tây của đất nước này chỉ còn tro tàn. Cơ quan y tế đã ban bố cảnh báo chất lượng không khí chuyển biến rất xấu, khuyến nghị cư dân không ra đường trừ khi thật sự cần thiết. Chưa dừng lại ở đó, khói độc hại từ các vụ cháy rừng ở Canada đang bay khắp bờ tây nước Mỹ. Hàng chục bang đã phải ban bố cảnh báo về tình trạng sức khỏe do cháy rừng tại quốc gia láng giềng. Khói bụi đã khiến nhiều chuyến bay tại các sân bay lớn phải hoãn hoặc hủy chuyến, toàn bộ các hoạt động ngoài trời đều buộc phải tạm dừng và mọi người phải mang khẩu trang khi ra ngoài. Theo CNBC, Mỹ đã cử hơn 600 lính cứu hỏa tình nguyện đến Canada trong nỗ lực dập lửa chung. Đến sáng ngày 28 tháng 6, thì Reuters ghi nhận khói cháy rừng Canada đã lan đến tận châu Âu. Cụ thể, sự gia tăng của các đám cháy ở các tỉnh Quebec và Ontario của Canada làm cho bầu trời mờ và hoàng hôn có màu cam sẫm ở một số vùng của châu Âu trong tuần này. Khói từ hàng trăm vụ cháy rừng bùng phát ở Canada đã tràn sang Na Uy và dự kiến sẽ tấn công miền Nam châu Âu trong vài ngày tới. Tuy nhiên, theo dự đoán của chuyên gia ở cơ quan giám sát khí quyển Liên minh châu Âu, khói sẽ nằm ở tầng cao trong không khí nên khả năng ảnh hưởng đến chất lượng không khí bề mặt là không quá nghiêm trọng. Theo Trung tâm ngăn ngừa cháy rừng Liên bang Canada, cháy rừng năm nay là lớn nhất trong lịch sử với tổng diện tích rừng bị đốt phá còn nhiều hơn số liệu của năm 2016, 2019, 2020 và 2022 gộp lại. Đỉnh điểm mùa cháy rừng Canada thường rơi vào khoảng cuối tháng 7 và suốt tháng 8. Giới chuyên gia đang hết sức lo ngại bầu khí quyển sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi vụ cháy, cũng như là sự thay đổi trong chất lượng không khí mà con người hít thở. Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định gửi một đội cứu trợ thiên tai đến Canada để giúp ngăn chặn các vụ cháy rừng. Bộ Ngoại giao tại thủ đô Seoul cho biết vào hôm thứ Năm ngày 29 tháng 6. Theo một thông báo được đưa ra trong cuộc họp liên ngành do Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin chủ trì, một đội gồm 151 thành viên bao gồm lính cứu hỏa và nhân viên có kinh nghiệm ứng phó với thảm họa sẽ tới Canada để thực hiện nhiệm vụ kéo dài 30 ngày. Ngoại trưởng Park Ji nói, tôi hy vọng nhóm sẽ tạo động lực để Hàn Quốc và Canada đưa mối quan hệ lên tầm cao mới ngoài việc chỉ hợp tác cùng nhau trong ngăn chặn các vụ cháy rừng. Ông Park đồng thời lưu ý rằng các vụ cháy rừng đã ảnh hưởng đến ít nhất 8,2 triệu hectare đất. Các nhân viên Hàn Quốc sẽ làm việc ở tỉnh Quebec. Đây là lần thứ hai Hàn Quốc phái một đội cứu trợ thiên tai ra nước ngoài trong năm nay, sau chuyến công tác trước đó tới Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2 khi một trận động đất lớn xảy ra. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã gửi đội cứu trợ lớn nhất đến Canada, gồm ít nhất 1.200 nhân viên, tiếp theo là Úc và New Zealand, mỗi bên có khoảng 400 nhân viên. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sứ mệnh này ở Canada không chỉ nhằm củng cố mối quan hệ Canada, một quốc gia thân thiện và là đối tác chiến lược, mà còn thể hiện quyết tâm của chính phủ trong việc hiện thực hóa vai trò là một quốc gia quan trọng toàn cầu. Chính quyền Tổng thống Chun năm ngoái đã công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, kể từ đó thì đã nỗ lực đảm nhận vai trò lớn hơn trên trường quốc tế. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.